Bạn thuộc loại nhóm chủng vân tay nào, hãy quan sát ở hai ngón cái và hai ngón trỏ của mình nhé. Core hay còn gọi là tâm của một hình vân tay, có dạng vân không có tâm và có dạng vân có một tâm hoặc từ hai tâm trở lên. Delta hay còn gọi là giao điểm của ba đường vân tạo nên một tam giác điểm. Vân tay được chia ra thành ba nhóm chủng loại chính. Nhóm đầu tiên, nhóm Whirl, nhóm đại bàng là dạng vân xoáy, có từ 1 tới 3 tâm trở lên và từ 2 giao điểm trở lên, chiếm 30-35% dân số. Nhóm số 2, nhóm lúp, nhóm nước là dạng vân móc, có 1 tâm và 1 giao điểm, chiếm 60-65% dân số. Và nhóm cuối cùng, nhóm Arch, nhóm núi là dạng vân sóng, không có tâm và không có giao điểm, chiếm 5% dân số trên thế giới. Nhóm đầu tiên là nhóm vân đại bàng, đây là tuyết người có cá tính rất mạnh mẽ, thường không thích bị người khác áp đặt, thích người khác lắng nghe và tuân thủ theo những quy định của mình. Là người có lòng tự trọng rất cao, không thích người khác chỉ ra điểm sai của mình, có tinh thần chiến đấu và khả năng cạnh tranh cao, là tuyết người thường tham công tiếc việc. Nhóm số 2 là nhóm vân nước, đây là những người có khả năng sao chép, học hỏi rất nhanh, tuy nhiên nhanh nhớ nhưng cũng sẽ nhanh quên. Là những người rất dễ hòa đồng với môi trường, tình cảm, thân thiện, có khả năng lan tỏa và chia sẻ, thường không thích những gì cạnh tranh một cách thái quá. Và nhóm cuối cùng, nhóm vân núi, đây là tuyết người chăm chỉ, có khả năng làm những công việc mang tính lặp đi lặp lại. Là tuyết người đơn giản, rõ ràng, thực tế và làm việc theo phong cách quy trình, có tính ổn định, yên bình, làm mọi thứ theo phản xạ, từng bước thăm dò để quyết định và đưa ra hành động. Trên đây là cách nhận diện về các loại chủng vân tay và sơ lược về một vài đặc điểm tính chất của các nhóm vân tay. Đây chỉ là những nhóm vân tay và cụ thể trong từng nhóm sẽ chia ra làm nhiều loại chủng vân tay để thể hiện rõ ràng hơn về đặc điểm tính cách của từng người. Bạn đang sở hữu loại nhóm chủng vân tay nào? Hãy bình luận bên dưới để Hiếu được biết nhé!